Chương trình hôm nay gồm có lực lượng Akhmat của Kadyrov rút lui ở Klitschivka, Latvia cấm nhập cảnh các phương tiện mang biển số Nga, phi công Ukraine có thể lái F-16 sau 3 tháng, ông Kim và ông Putin gặp nhau ở trung tâm vũ trụ Nga, Nhật Bản thay thế Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng, người Indonesia bạo loạn phản đối Trung Quốc xây nhà máy, hơn 70 con cá sấu sổng chuồng ở Trung Quốc, quần đảo Vestmann Naya của Iceland. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Kính chào quý khán thính giả đến với bản tin tối của kênh 60 giây tinh hoa vào thứ Tư ngày 13 tháng 9. Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối hạnh phúc. Ngay sau đây là những bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, 13 tháng 9, đã xuất hiện một đám cháy lớn ở vịnh Nam Sevastopol gần công ty đóng tàu là Sekhmozavov. Sau đó thống đốc của Crimea được Nga bổ nhiệm là ông Sergei Aksionov đã viết trên kênh điện tín của mình: "Khoảng 20 phút trước, kẻ thù của chúng tôi đã tấn công Sevastopol. Lực lượng phòng không đã phát huy tác dụng. Hiện đang xảy ra hỏa hoạn ở khu vực Kilenbanka. Đây không phải là địa điểm dân sự." Theo thông tin ban đầu, vụ cháy là do một cuộc tấn công bằng tên lửa. Tất cả các dịch vụ đặc biệt cần thiết đều có sẵn tại chỗ. Vụ cháy đã được xếp vào cấp độ 4. Theo một số báo cáo của Osint, tàu lớp Kilo và tàu đổ bộ Ropucha của Nga đã bị tấn công. Cả hai chiến hạm đều ở đó vào sáng ngày 12 tháng 9. Như đã biết, Sekhmozavov là nhà máy đóng tàu lớn nhất ở Crimea. Theo trang web của công ty này, nhà máy hàng hải Sevastopol được đặt theo tên là Ozhonikidze, là doanh nghiệp sửa chữa và đóng tàu lớn nhất Crimea, một trong những doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu ở khu vực Azov của Biển Đen. Nhà máy được thành lập vào năm 1783. Trong suốt lịch sử tồn tại của nó, nhà máy đã thực hiện các công việc phức tạp nhất về sửa chữa, hiện đại hóa và đóng các tàu thuyền thuộc nhiều loại khác nhau và luôn là cơ sở sửa chữa chính của hạm đội Biển Đen của Nga. Trở lại mặt trận tiền phương, trang tin Dialogue.ua cho biết, sau những trận đánh dữ dội tại Klitschivka, các lực lượng đặc biệt Akhmat của ông Kadyrov đã phải bỏ chạy, khiến bên sườn lính Wagner bị hở. Điều này làm cho đơn vị này bị tiêu diệt hoàn toàn. Các đơn vị tiên phong của Ukraine đã tiến tới trung tâm của cứ điểm phòng thủ Klitschivka. Phóng viên quân đội của Nga là Alex Parker đã viết về điều này trên kênh Telegram của mình, đưa tin về tình hình khó khăn ở một trong những khu vực then chốt của mặt trận này. Blogger quân sự người Nga đã công bố một đoạn video quay cảnh những người lính Ukraine tiến vào trung tâm của ngôi làng, đi ngang qua nhà thờ. Theo lời kể của binh sĩ Nga, quân lính của Tổng thống Kadyrov đã rời bỏ vị trí và bỏ chạy để lộ khu vực mặt trận của họ. Hơn nữa, các phân đội của lính Wagner, lực lượng trước đây đã chiếm được Bakhmut và các vùng lân cận giờ đã bị đánh bại và bị tiêu diệt hoàn toàn. Phóng viên Alex Parker đã đổ lỗi cho cá nhân của ông Putin về cái chết của đơn vị có khả năng chiến đấu nhất trong quân đội Nga. Trong khi đó, một blogger khác của Nga lại cho rằng Ukraine nhiều lần đã tiến vào trung tâm Klitschivka trong khoảng một tháng rưỡi qua, nhưng sau đó họ đều phải rút lui trước hỏa lực pháo binh của Nga. Hiện tại, thị trấn nằm trong vùng xám vì nằm trên vùng đất thấp và không bên nào có thể cố thủ ở đó. Lực lượng vũ trang của Ukraine kiểm soát các cao điểm phía tây của Klitschivka, trong khi quân đội Nga kiểm soát các cao điểm phía đông của thị trấn. Báo cáo từ chỉ huy Maxim Zorin, phó tư lệnh lữ đoàn xung kích số 3, khu vực Bakhmut, Klitschivka cho biết, có các đơn vị đặc biệt Akhmat ở mặt trận, nhưng lính của ông Kadyrov không xuất hiện ở tuyến đầu. Những binh sĩ TikTok này chỉ hiện diện ở cấp độ chỉ huy đại đội trở lên. Những binh sĩ phải ra tuyến đầu là những người Nga ở các vùng nông thôn và dân tộc thiểu số. Nhiệm vụ của các đơn vị Akhmat là quản lý và đẩy lính ra tuyến đầu. Thưa quý vị, Latvia đã cấm xe hơi mang biển số Nga vào Liên minh châu Âu thông qua các trạm kiểm soát biên giới và việc không tuân thủ có thể dẫn đến tịch thu những phương tiện đó. Sở thuế vụ nhà nước là SAS nói với hãng tin Leta. Theo giải thích của Ủy ban châu Âu và quan điểm của Bộ Ngoại giao Latvia, những người điều khiển phương tiện mang biển số Nga không được phép vào EU qua các trạm kiểm soát biên giới Latvia và Nga, cũng như Latvia và Belarus.
SAS đã nói. Những phương tiện như vậy sẽ bị từ chối và việc từ chối tuân thủ mệnh lệnh của cơ quan hải quan có thể dẫn đến quyết định tịch thu phương tiện theo luật hải quan. Đồng thời, lệnh cấm sẽ không áp dụng đối với xe hơi mang biển số Nga từ EU trở về Nga, với điều kiện những phương tiện đó không phải là hàng hóa, được khai báo và chỉ được sử dụng làm phương tiện vận tải. SAS đặc biệt khuyến nghị kiềm chế các nỗ lực lặp đi lặp lại để vào EU thông qua các cửa khẩu biên giới khác nhau. Theo luật pháp của Latvia, việc không tuân thủ các lệnh trừng phạt là hành vi phạm tội hình sự. Trước đó vào thứ Ba, Litva cũng được cho là đã thực hiện các bước tương tự. Thưa quý vị, nhóm phi công của Ukraine đầu tiên có thể trải qua khóa huấn luyện trên phi cơ chiến đấu F-16 ở Hoa Kỳ vào cuối năm nay, nhưng họ sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu sau đó. Đây là thông báo của Giám đốc Lực lượng Không quân Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ là Trung tướng Mike Law. Sau khi hoàn thành chương trình học ở Hoa Kỳ, người Ukraine sẽ phải quay trở lại châu Âu để được đào tạo thêm tại NATO. Các đồng minh NATO cũng đào tạo người Ukraine về bảo trì phi cơ chiến đấu. Việc huấn luyện này phải được hoàn thành trước khi phi cơ chiến đấu bắt đầu nhiệm vụ. Giám đốc Lực lượng Phòng không Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ đã không thể ước tính được đợt huấn luyện bổ sung sẽ kéo dài bao lâu. Lực lượng vũ trang của Ukraine có thể nhận được phi cơ chiến đấu F-16 sớm nhất là vào mùa đông sắp tới, theo các điều khoản đã được công bố trước đó. Các quan chức của Ukraine và phương Tây đã không loại trừ khả năng một số phi cơ chiến đấu của Ukraine có thể sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu sớm nhất là vào tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước của Triều Tiên cho biết, ông Putin và ông Kim Jong-un đã gặp nhau tại trung tâm vũ trụ Vostochny. Ông Kim sẽ được xem quy trình lắp ráp tên lửa Angara. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ thị sát tổ hợp phóng Angara và tổ hợp phóng tên lửa là Soyuz 2 đang được chế tạo và tổ chức đàm phán sau đó. Ông Putin cho biết, cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại sân bay vũ trụ được tổ chức để thảo luận về việc hỗ trợ Bình Nhưỡng xây dựng vệ tinh không gian. Tổng thống Nga nói, lãnh đạo của Triều Tiên tỏ ra rất quan tâm đến công nghệ tên lửa và họ đang cố gắng phát triển không gian. Ông Kim Jong-un đã cảm ơn ông Putin về cuộc gặp này. Ông nhấn mạnh, đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ưu tiên hàng đầu là quan hệ với Nga. Ông Kim Jong-un cũng di chuyển tới Nga bằng một đoàn tàu bọc thép có đầu máy màu đỏ với nhiều toa màu xanh. Đoàn tàu đã phải đổi vành sắt kiểu Nga do hai nước sử dụng hai khổ đường sắt khác nhau. Nhiều thông tin cho thấy trên tàu hỏa luôn có một chiếc xe bọc thép để di tản Chủ tịch Triều Tiên khi xảy ra tấn công khủng bố. Đoàn tàu này do phía Nga sản xuất nhưng được gia cố, nâng cấp bởi người Nhật. Dù vẻ ngoài hơi cũ kỹ, cổ điển vì đã hoạt động trong nhiều năm, nhưng con tàu thực sự như một khách sạn 5 sao di động. Ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có kế hoạch thay thế các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng trong một cuộc cải tổ lớn nhằm tăng số lượng phụ nữ trong các vị trí trong nội các. Báo cáo cho biết vào hôm 12 tháng 9, những thay đổi dự kiến được công bố trong ngày 13 tháng 9 được triển khai trong bối cảnh quốc gia đồng minh quan trọng của Mỹ đang phải ứng phó với thách thức ngày càng gia tăng từ Trung Quốc và Triều Tiên. Đài truyền hình NHK và các phương tiện truyền thông khác vào hôm thứ Ba đưa tin rằng Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi sẽ được thay thế bởi cựu Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa, 70 tuổi. Tờ NHK cho biết, Kamikawa sẽ là một trong 5 người phụ nữ trong đội hình mới. Con số này sẽ là cao nhất cùng với các nội các của năm 2001 và 2014. Báo chí Nhật Bản cũng cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada sẽ được thay thế bằng ông Minoru Kihara, 54 tuổi, người từng là cố vấn đặc biệt của cựu thủ tướng Yoshihide Suga. Ông Shunichi Suzuki dự kiến sẽ vẫn là Bộ trưởng Tài chính của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Thưa quý vị, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 43 người bị cáo buộc gây bạo loạn và tấn công cảnh sát trong một cuộc biểu tình phản đối kế hoạch di dời cộng đồng đến một khu công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Cảnh bạo lực nổ ra vào hôm thứ Hai tại thành phố Batam, cách Singapore khoảng 44 km. Khoảng 1.000 người biểu tình đã tập trung trước văn phòng của PP Batam, một trong những nhà phát triển thành phố sinh thái Rempang. Đoạn video trên phương tiện truyền thông địa phương cho thấy những người biểu tình ném chai lọ, đá vào cảnh sát và phá vỡ hàng rào, trong khi cảnh sát đáp trả bằng vòi rồng và hơi cây.
Rempang Eco City sẽ là nơi đặt nhà máy do tập đoàn sản xuất thủy tinh Trung Quốc Shenji Glass Holdings Limited điều hành. Công ty này đã cam kết xây dựng một nhà máy chế biến cát thạch anh trị giá 11,5 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào hôm thứ Ba cho biết, chính phủ có kế hoạch cung cấp đất và nhà cho mỗi người dân đảo Rempang như một khoản bồi thường cho việc tái định cư. Nhưng điều này không được truyền đạt rõ ràng đến người dân, vì vậy nó đã trở thành một vấn đề. Thưa quý vị, giới chức thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã triển khai lực lượng khẩn cấp để vây bắt ít nhất 69 con cá sấu trưởng thành và 6 cá sấu con. Chúng bị sổng khỏi trang trại nuôi nhốt địa phương khi lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm khu vực này. Beijing News cho biết lực lượng vây bắt đã phải sử dụng thiết bị sóng âm tìm kiếm những con cá sấu. Tuy nhiên, mực nước lũ cao khiến cho hoạt động gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đã phải kêu gọi người dân không rời khỏi nhà để bảo đảm an toàn. Một thanh niên của đội vây bắt nói với trang tin Nan Feng Plus rằng họ có thể phải tìm cách tiêu diệt những con cá sấu thay vì bắt hết chúng. Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng, một số con cá sấu đã bị bắt lại. Cá sấu được đánh giá cao tại Trung Quốc bởi da và thịt của chúng được cho là có thể chữa bệnh theo y học cổ truyền. Quảng Đông là nơi nổi tiếng có nhiều trang trại cá sấu do có khí hậu tương đối ấm áp. Thưa quý vị, ai đó đã từng nhìn thấy ngôi nhà cô đơn trên một hòn đảo nhỏ giữa biển khơi, một hòn đảo xanh biếc cỏ với các vách đá treo leo xung quanh và chỉ một ngôi nhà nhỏ duy nhất tồn tại giữa khung cảnh. Đó là một nhà nghỉ săn bắn trên một hòn đảo nhỏ có tên là Etliday ở miền nam Iceland trong quần đảo Vestmannaeyja. Không một ai có thể sống trong ngôi nhà này được lâu dài, dù rõ ràng là nó có thể ở được. Lương thực trong ngôi nhà chỉ đủ dùng trong một tuần, và nếu sống ở đây, con người phải di chuyển vào đất liền hoặc là sang các đảo kế bên trong quần đảo Vestmannaeyja để tiếp tế lương thực. Quần đảo Vestmannaeyja là lãnh thổ ngoài khơi bờ nam của Iceland, gồm 15 hòn đảo và 30 khối đá ngoài khơi. Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc, quần đảo này còn có số lượng cá nóc làm tổ lớn nhất thế giới vào mùa hè và lịch sử hấp dẫn của riêng chúng. Vào năm 1973, lúc 1 giờ 55 ngày 20 tháng 1, một vết nứt xé toạc giữa thị trấn Heimei và ngọn núi lửa Eiffel chưa từng được biết đến trước đây bắt đầu phun trào dữ dội. Một vết nứt khổng lồ chia đôi hòn đảo và phun dung nham cao tới 150 mét lên không trung. Vụ phun trào kéo dài nhiều tháng và dung nham chảy thành từng đợt cao hơn 9 mét trên đường, nhấn chìm hầu hết mọi thứ. Trong nhiều giờ, nó đã phun ra những dòng dung nham và thải độc vào bầu khí quyển. Rất may không có ai thiệt mạng. Những cơn bão ngày trước đó đã khiến toàn bộ đội tàu đánh cá phải cập cảng và toàn bộ người dân trên đảo đã được những con tàu này đưa đến nơi an toàn. Một giáo sư vật lý người Iceland đã được phép thử nghiệm lý thuyết sử dụng nước biển để ngăn chặn núi lửa. Họ mang thuyền và máy bơm phun hàng trăm gallon nước mỗi phút vào dòng chảy. Khoảng 2 tỷ gallon đã được phun không ngừng trong 4 tháng. Cho đến ngày nay, đây là nỗ lực có quy mô lớn nhất và thành công nhất để ngăn chặn một ngọn núi lửa. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh 60 giây tinh hoa. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.